Đó này. Năm nay tôi sử dụng ba su răng này rất là hay, hiệu quả. Thời gian nó rất là rộng. Lúc cỏ còn nhỏ khoảng 10 ngày xịt cũng vẫn được, mà lúc 50 ngày xịt cũng vẫn được, nó đang chỗ gì thì xịt cũng vẫn còn chết. Nhưng mà không có ảnh hưởng đến lúa, lúa vẫn phát triển bình thường. Có thời gian mà nhổ cỏ, thuê nhân công không có. Nhờ ba su răng năm nay tôi xịt rất là hiệu quả, rất là an toàn cho lúa. À, Tôi rất là hâm mộ cái thuốc cỏ trừ cỏ Usu răng này rất là quý báu. cái thời gian áp dụng, cái ưu điểm của cái ba sô răng á anh, so với những thuốc trừ cỏ khác thì anh cảm thấy sao anh Hào? Ba su răng này xịt không có mà ảnh hưởng tới lúa, lúa vẫn tốt, vẫn thành bình thường. Nhưng mà cỏ 3 ngày nó chết, héo như vậy. 6 ngày bắt đầu nó héo, nó khô toàn bộ từ gốc lên trên. Lúc đầu thì nó héo, nó cháy trên lá này. Sau này dưới gốc lại thối rồi nó khô luôn như rơm luôn, là cây lúa phát triển bình thường lên chứ khỏi cần ảnh hưởng tới cái lúa. Mà tôi khỏi cần giải phân lại, rất rất là an toàn, rất là quý báu cái thuốc cỏ Afurang. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ.